Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại hotline của em là 0977 500 055. Ngày hôm nay trên thị trường xe đã qua sử dụng, em xin giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Rush được sản xuất 2020, xe cá nhân biển Hà Nội, đi được 8.000 km chuẩn nhé quý anh chị nhé. Mời quý anh chị cùng em xem qua ngoại thất, nội thất chiếc xe cũng như là em giới thiệu chiếc xe quý anh chị đang quan tâm về giá để có thể tua đến cuối video. Em xin mời quý anh chị cùng em xem qua xe phần giới thiệu của em. Thì với chiếc xe được nhập khẩu, quý anh chị nhìn thấy biểu tượng Toyota và những mặt ca lăng phía trước của chiếc xe không ạ? Được sơn lốp sơn bóng cùng màu với lại màu sơn xe. Với lại cụm đèn trước được trang bị đèn LED và đèn giải đèn LED ban ngày. Dưới phía đây là đèn chiếu gầm quý anh chị nhá. Vâng, cùng mời quý anh chị xem qua tổng thể chiếc xe. Vâng, với lốp na răng, dãy lốp rất là sâu, xe lốp nguyên bản theo xe quý anh chị nhá. Vâng, chiếc xe này được sản xuất được trang bị mâm 17 inch. Mời quý anh chị cùng xem. Sử dụng động cơ VVTi. Gương kính của chiếc xe đã được trang bị nên chỉnh điện. Và ngoài ra tay nắm cửa còn được trang bị khóa một chạm. Cửa tay nắm cửa cùng màu với thân xe. Mời quý anh chị cùng em xem qua khoang ghế phụ. Vâng, quý anh chị có thể thấy ghế da nguyên bản và những cái đường viền pha da cũng như là mặt táp lô được pha da với lại màu kem. Rất là đẹp và tinh tế. Màn hình được lên trang bị màn hình Android, hộp số tự động và phanh tay. Xe được nhập khẩu và được trang bị điều hòa. Mời quý anh chị. Xe đã được lên rất nhiều phụ kiện cho xe cũng như là cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra chiếc xe còn được trang bị màn hình phụ cho chiếc xe, khoang hành lý ghế phía sau. Quý anh chị nhìn rất là rộng không ạ? Mẫu SUV 7 chỗ xe gia đình rất là tiện ích cho quý anh chị và sự kết hợp hoàn hảo giữa Innova và Fortuner đã tạo ra một chiếc Toyota Rush. Mời quý anh chị ra phần sau thì chiếc xe được trang bị cụm đèn sau là dạng đèn LED và đèn báo rẽ xi nhan. Ngoài ra phía bên trên đây quý anh chị có thể thấy đó là đèn phanh trên cao, cảnh báo rất là an toàn. Dưới đó là camera và cảm biến sau cũng được trang bị an toàn cho xe rất là nhiều nha quý anh chị nhá. Vâng, quý anh chị có thể nhìn thấy được khoang hành lý và cũng như hàng ghế thứ ba. Chiếc xe về bên em thì cũng rất là mộc mạc và giản dị. Ghế có thể gập lên như vậy rất là rộng nha quý anh chị. Đã được trang bị trợ lực đẩy cốp rất là nhẹ nhàng luôn quý anh chị. Cũng có thể đóng cốp rất là nhẹ. Bên đây quý anh chị có thể nhìn rõ, xe được trang bị động cơ máy xăng và khoang ghế lái. Ghế vẫn được trang bị ghế chỉnh cơ. Ngoài ra vô lăng được bọc da quý anh chị nhá. Vô lăng bọc da. Phần táp lô thì có pha với lại màu da, pha da màu kem. Vô lăng bọc tích hợp với các nút bấm này. Màn hình Android số tự động. Táp bi cửa được trang bị điều chỉnh gương kính. Với một chiếc xe đã qua sử dụng, quý anh chị yên tâm về chất lượng xe cũng như là bên em cam kết cho quý anh chị một chiếc xe không bị tai nạn, đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu xe, chiếc xe không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Quý anh chị đang quan tâm có thể gọi điện thoại số điện thoại 0977 500 055. Với chiếc xe này bên em vẫn còn hỗ trợ trả góp lên đến 70% ngân hàng. Chiếc xe này em đang có giá chào trên thị trường là 600 triệu. Nếu quý anh chị quan tâm và tìm hiểu về xe này thì quý anh chị biết là đang tiết kiệm được 150 triệu so với một chiếc xe đã qua sử dụng. Sau một năm thì quý anh chị có thể tiết kiệm được khá chi phí cho gia đình của mình. Lời cuối thì em xin chúc quý anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Kính chúc quý anh chị một ngày kiếm thật nhiều tiền, vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để ủng hộ em những chiếc xe mong muốn về với gia đình của mình.
Xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Hãy cho em một like, một subscribe để kênh của em trở nên phong phú hơn. Xin cảm ơn.